Hello, xin chào anh em. Quý khách hàng của bạn tiếp tục trở lại với kênh mua bán xe đã cũ của bên mình. Nhằm mới kính chúc anh em, quý khách hàng của bạn nhiều sức khỏe và luôn có nhiều thành công trong công việc cũng như cuộc sống. Một ngày tràn năng lượng và tràn ngập tiếng cười. Ngày hôm nay tiếp tục lên cho anh em một mẫu xe tải với thương hiệu của em, đó là Hyundai Boxster 1.3 đời 2019 phiên bản thùng đông lạnh nha anh em. Thùng đổ phơm rất là dày và cứng cáp luôn. Nói chung là xe cực kỳ xịn, sang xịn mạnh luôn. Nếu em thích cái mẫu xe tải này thì cứ liên hệ trực tiếp với mình hoặc đến xem xe, trải nghiệm và lái thử. Nếu có máy phù hợp thì khởi lên em nó về phục vụ mục đích kinh doanh vận tải bằng chuyên hóa của anh em, quý anh hàng của các bạn. Siêu phẩm Hyundai Boxster thùng đông lạnh anh em, ghế bọc da, kính chỉnh điện đầy đủ, máy lạnh. Xe được 82.000 km, xe zin đồng bộ, 6 số tiến 1 số lùi. Xe cực kỳ đẹp luôn anh em, mua rồi chỉ về chạy thôi, không cần phải làm gì thêm. Một mẫu xe mình cảm thấy tương đối khá là tuyệt vời cho anh em có thể suy nghĩ đầu tư. Với mức giá dự kiến cho bán em đông lạnh là 385 triệu nha anh em. Thùng đổ phơm cực kỳ dày và cứng cáp luôn. Nói chung là mọi thứ đều rất là mượt mà lắm nha. Mua và chỉ bị chạy thôi, không cần phải làm gì thêm nha. Đó, thùng giữ lạnh rất là tuyệt vời. Đó, nói chung là mọi thứ đều rất là ok. Kính chỉnh điện khóa cửa trung tâm, rất là nhiều hộp chứa đồ. Xe rất là rộng rãi và rất là thoải mái. Cabin nhung phục, nhúng nhảy nhung xe lịch, rất là sướng. Sexy, bao dày bao cứng, không mục mọt. Thùng đổ phơm cực kỳ dày luôn. Nếu anh em quan tâm cái mẫu xe này cứ đến đây xem xe, trải nghiệm và lái thử. Nếu cảm thấy phù hợp thì hãy liên hệ nó về phục vụ mục đích kinh doanh vận tải bên chuyên hóa của anh em, quý khách hàng của các bạn. Siêu phẩm Hyundai Boxster phiên bản thùng đông lạnh, máy lạnh làm lại cực nhanh, công suất cũng rất là lớn nha anh em. Đó, khối lượng đồng bộ của nó là hơn 3 tấn, thùng dài 3 m, chiều ngang là 1m590, chiều cao là 1m720 nha anh em. Phiên bản thùng đông lạnh đổ phơm, máy lạnh làm lạnh thùng rất là nhanh, rất là tuyệt vời luôn. Nếu anh em thích cái mẫu xe này cứ liên hệ trực tiếp mình ở cái này xem xe, trải nghiệm và lái thử. Nếu cảm thấy phù hợp thì có thể đi đem nó về phục vụ kinh doanh vận tải bằng chuyên hóa của anh em, quý khách hàng cùng các bạn. Đó, mọi thứ đều rất ok, mua về chỉ việc lượm lúa thôi anh em. Xe cực kỳ đẹp luôn, nguyên bản nguyên zin của nó toàn bộ anh em. Đó, nói chung là thùng khối lượng đồng bộ của nó là rất là xịn luôn. Nói chung là cái xe này rất là tuyệt vời luôn nha, không cần phải suy nghĩ gì thêm. Một mẫu xe mình cảm thấy rất là ổn cho anh em, quý khách hàng của bạn. Hai lớp dự phòng, phía sau là bánh đôi, phía trước là bánh đơn. Đấy, sexy thì rất là đẹp luôn. Giá 385 triệu, cho anh em quý khách hàng trực tiếp đến đây xem xe, trải nghiệm và lái thử. Nếu cảm thấy phù hợp thì khởi đưa nó về phục vụ mục đích kinh doanh vận tải bằng chuyên hóa của anh em, quý khách hàng cùng các bạn. Động cơ của Hyundai, động cơ rất là tuyệt vời luôn anh em, xe rất là đẹp. Có cái mùi nước gió nhỏ nhỏ phía trên cái cầu cabin. Động cơ của Hyundai D4CB máy điện. Đó, dung tích xi lanh của khối động cơ là 2,5, công suất đạt 95,6 kW, động đô văn 8. Khối lượng đồng bộ là 3,5 tấn, khối lượng bên trong là 2 tấn, tải trọng cho phép chở hàng hóa là 1,3 tấn. Thùng dài 3 m, chiều ngang là 1m590, chiều cao là 1m720. Nói chung là mọi thứ đều rất là ok lắm nha. Đường kính mâm là 13 inch, bánh phía sau, bánh phía trước đường kính mâm là 15 inch. Khoang động cơ rất là rộng rãi, động cơ với dung tích xi lanh là 2,5 lít, công suất đạt 95,6 kW, đồng từ 3.8, máy dầu 4 kỳ 4 xe nhãn hàng đợt 2019, niên hạn sử dụng đến 144. Hồi chiếc xe mình cảm thấy rất tuyệt vời với mức giá 385 triệu. Cảm ơn anh em, xin chào, hẹn gặp lại anh em, quý hẹn các bạn trong những cái video báo giá tiếp theo của bên mình.